tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực khiến người xem không nhịn được cười. Thằng bạn bị hư xe, anh trai tốt bụng đẩy giùm đi sửa. Ai ngờ đang chờ qua đường á thì trời ơi! Thằng bạn nhích tới làm anh 32 hụt chân té dạng hán. Đúng là cái thứ làm ơn mắt hán, ý lộn à mắt quán mà. Tiếp theo, thuyền chui qua cầu. Anh trai tạo nét đu lên trên đi cho nó khác người. Tới cái lúc thuyền lọt qua, ổng mới trèo tới. Và cái kết người đâu hộ giá. Thôi ở đất tập gym tiếp đi ba, cho chữa cái tật ngựa ngựa nghe không. Còn đây 800 khán giả đang ngó anh trai đi cầu thì bất ngờ còn gì ở đâu mà khóc vơi. Ổng trợt chân cắm đầu thẳng xuống sình làm fan hâm mộ cười bò. Cái đầu này chắc về gọi 3 ngày 3 đêm của anh trai ơi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!